Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 11 tháng 12 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông, nên trong đêm nay và sáng mai toàn khu vực Bắc Bộ trời vẫn sẽ có nhiều mây, cùng với đó là sương mù nhẹ xuất hiện. Riêng một số tỉnh ven biển như Hải Phòng, Thái Bình hay Nam Định thì vẫn có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng dao động từ 17 cho tới 20 độ. Một số nơi thuộc vùng núi nhiệt độ vẫn có thể hạ xuống ngưỡng 14 cho tới 16 độ. Càng về trưa chiều thì trời giảm mây, hửng nắng yếu và nền nhiệt có xu hướng tăng dần, cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 23 cho tới 26 độ. Thưa bà con, nuôi ong là nghề truyền thống có từ lâu đời ở nước ta. Các sản phẩm từ ong như mật hay sáp có giá trị dược liệu và kinh tế cao. Ngoài ra, ong còn giúp thụ phấn cho một số loài cây trồng. Nuôi ong không tốn nhiều diện tích, vốn đầu tư ban đầu thì không lớn và không tốn nhiều nhân lực lao động. Tuy nhiên, vào mùa lạnh thì người nuôi ong Bắc Bộ cần có những biện pháp chống rét cho đàn ong như sau. Cho ong ăn đầy đủ đến khi có mật vít nắp, nếu thiếu phấn kéo dài phải cho ăn bổ sung các loại thức ăn khác. Bà con nên để chuồng ong nơi kín gió và tránh hướng bắc. Đặt các vật chống rét cho đàn ong như là trải báo, ngoài chuồng thì bà con có thể đặt các tấm rơm dạ, lá chuối khô, bao tải hay là tấm xốp. Bà con cũng lưu ý là từ các đàn trung bình trở lên thì nên đặt chống rét ngoài ván ngăn. Với các đàn yếu thì nên dồn ong vào giữa để chống rét hai bên và cần chú ý là điều chỉnh dụng cụ chống rét theo diễn biến của thời tiết và sinh hoạt của đàn ong. Nếu thấy trời ấm nắng, bà con nên lấy tổ ong ra phơi, cùng với đó thì có thể tiến hành làm vệ sinh cho tổ để phòng chống dịch bệnh. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ, do không có hình thế gây mưa nào tác động nên khu vực này phổ biến có mưa vài nơi với lượng không nhiều. Các tỉnh phía Bắc thì trời vẫn rét với nhiệt độ thấp khoảng 20 cho tới 23 độ và từ 23 đến 26 độ với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Sang ngày mai thì trời sẽ chuyển nắng với nền nhiệt có xu thế tăng hơn những ngày vừa qua. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ trưa chiều mai phổ biến ở mức 25 đến 28 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, nền nhiệt dao động từ 28 cho tới 31 độ. Riêng tỉnh Ninh Thuận hay Bình Thuận nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 32 độ. Còn ở phía Nam đất nước, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái có nắng nhiều vào ban ngày với mức nhiệt cao nhất ngày mai trong khoảng 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên, 31 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Đến chiều tối và đêm, các tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa cục bộ tại một số tỉnh giáp biển như Cà Mau hay Kiên Giang và Bạc Liêu. Tuy nhiên, lượng không quá nhiều nên không ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nơi đây. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho tới 20 độ, cao nhất là 23 đến 26 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, cao nhất là 22 đến 25 độ, độ ẩm 82 đến 87%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất là 25 đến 28 độ, độ ẩm 82 đến 87%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất là 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ, cao nhất đạt 28 đến 31 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất là 31 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.